trôi xa
Sao đấy? Thank you.
lớp hả? Mấy đứa nhỏ đi học á, thường thường thì ngủ tới 10 giờ, 8 giờ mấy, 1 rưỡi hơn mới dậy. 10 giờ 10 giờ phải làm mở quán. Hôm nay con 8 giờ mới đưa nó đi, 7 rưỡi phải dậy rồi. Bây giờ thức dậy đưa đi rồi thì đi về không có ngủ được, sẽ đói bụng. Mà ăn cái nữa, ăn sáng cái nữa là hết buồn ngủ luôn. Buồn ngủ mà ngủ không có được á. Ăn sáng cái nữa là cũng 8-9 giờ, đâu cũng ngủ được tí nữa đâu, tại 10 giờ là phải ra làm. Tự nhiên vậy chứ đừng hay kêu réo hối thúc gì phải đi đâu hết, ngủ cho tự nhiên vậy. Tối làm thuê được sáng ngày phải cho ngủ như thế chứ nên không có đi làm xử hãng công ty gì được hết. Tại vì đi làm xử công ty nó cũng có thời gian quy định từ mấy giờ phải vô. Yeah.